Nhưng khi bạn ứng dụng 11 cái dạng tiêu đề này vào thực tế thì bạn lại mắc phải một cái lỗi sai cực kỳ lớn, đó là bạn ứng dụng nó một cách quá là máy móc. Ví dụ như là với lại cái từ ngay bây giờ chẳng hạn, bạn nghĩ là cứ viết tiêu đề mà có cái từ đấy thì với lại bất cứ cái đối tượng nào cũng như là sản phẩm dịch vụ nào nó cũng có thể thu hút được sự chú ý và gây được cái sự chú ý đối với cái đối tượng mục tiêu của bạn. Nhưng mà thật ra không phải. Bạn áp dụng như thế thì có nghĩa là bạn áp dụng một cách rất là hiện tượng, bởi bạn không hiểu tại sao một cái chữ ngay bây giờ đấy nó lại có thể gây được cái sự chú ý với khách hàng. Và trong thực tế đã kiểm chứng là với từng cái đối tượng khác nhau, cái từ đấy nó sẽ không có tác dụng gây sự chú ý. Và ngay bây giờ tôi sẽ cung cấp cho bạn những nguyên tắc để bạn có thể hiểu được cái bản chất đấy, là cái từ ngay bây giờ đấy tại sao nó lại có thể thu hút được cái sự chú ý của cái đối tượng mục tiêu. Thì cái nguyên tắc khi mà bạn viết tiêu đề thì có hai cái nguyên tắc, đó là đầu tiên là tiêu đề của bạn phải chứa keyword. Thì keyword của bạn được lấy từ đâu thì có hai cái nơi mà bạn có thể đi tìm keyword. Thứ nhất đó là lấy từ khách hàng thì cái keyword này nó đi từ chính cái chủ đề mà khách hàng quan tâm, và cái chủ đề này nó đi từ 16 cái nhu cầu nền tảng của loài người mà tôi đã cung cấp cho bạn ở phần trước. Và trong cái cuốn ebook của tôi đã mang đến cho các bạn 80 cái chủ đề mà tất cả mọi cái đối tượng khách hàng ở Việt Nam đều quan tâm và đều nhạy cảm với những cái chủ đề đó. Thì bạn có thể xem ebook của tôi để biết chi tiết hơn, hoặc là các bạn có thể nhìn đây. Thì cái cách lấy keyword thứ hai là các bạn đi từ cái ngành của các bạn. Mỗi ngành thì đều có những keyword khác nhau. Ví dụ như ngành thời trang thì sẽ có keyword khác này, ngành giáo dục cũng sẽ khác, ngành bất động sản cũng sẽ khác. Và cụ thể hơn là ví dụ ngành giáo dục chẳng hạn, có một vài keyword bạn cần phải nắm vững, đó là giảng viên, là cơ sở vật chất, là tài liệu học tập, vân vân và vân vân. Và cái nguyên tắc thứ hai để bạn viết tiêu đề, đó là tiêu đề của bạn phải chứa killing words, có nghĩa là những cái từ nhạy cảm. Thì với mỗi một cái đối tượng khách hàng khác nhau thì sẽ có những cái từ nhạy cảm khác nhau. Ví dụ như với lại cả sinh viên chẳng hạn, thì cái từ nhạy cảm họ có thể là đốn tim, hay là từ đánh gục chẳng hạn, hoặc là từ định hướng cuộc đời. Đấy là những cái từ rất là nhạy cảm đối với lại đối tượng sinh viên. Và với lại mỗi cái đối tượng này, bạn sẽ có những cái từ nhạy cảm riêng. Và cái tip nhỏ để bạn có thể nhận ra cái từ nhạy cảm này, đó là mỗi khi mà đọc nó lên thì bạn sẽ cảm thấy là trong người mình nó nhói nhói một tí. Ví dụ như là cái khóa học này tôi giới thiệu là 7 cái tuyệt kỹ để giúp các bạn có thể viết được những bài viết hàng nghìn like trên Facebook chẳng hạn, thì cái từ nhạy cảm đây là cái từ tuyệt kỹ, các bạn hiểu chưa? Chắc hẳn đấy là đến cái thời điểm này bạn đã nắm vững được cái bản chất của việc viết tiêu đề, đó là bạn hứa hẹn một cái lợi ích cho độc giả của bạn. Và bên cạnh đó, bạn cũng đã biết được 11 cái dạng tiêu đề phổ biến để có thể đốn gục độc giả của bạn ngay lập tức. Và cái bước tiếp theo đây, tôi chia sẻ với các bạn cái cách để các bạn có thể sáng tạo những cái tiêu đề bất tận. Và tại sao tôi chia sẻ cái cách này? Bởi vì đến cái bước này sẽ có nhiều người, và cái cách thường ngày bạn đang sử dụng đó là bạn áp dụng những cái công thức vào để viết tiêu đề. Và khi mà tôi biết được cách này và tôi search cái từ khóa là công thức viết tiêu đề ở trên Google ấy, thì chỉ sau sắp xỉ một giây thôi, nó hiện ra hơn 1 triệu kết quả. Và tôi lấy một vài những công thức để mình áp dụng vào thực tế. Nhưng mà khi mà tôi áp dụng vào thực tế thì cái cách mà áp dụng cái công thức này nó không hiệu quả. Và chính vì như vậy tôi đã sáng tạo ra cái cách để bạn có thể không cần công thức mà bạn có thể viết được ra rất nhiều những cái tiêu đề khác. Và cái cách sáng tạo này của tôi như sau. Bước đầu tiên đó, bạn viết một cái tiêu đề dựa trên 11 cái dạng tiêu đề mà tôi cung cấp. Cái bước thứ hai đó là bạn áp dụng từ một cái tiêu đề đấy, bạn áp dụng vào từng cái tiêu đề còn lại để bạn viết tiếp ra thêm rất là nhiều tiêu đề nữa. Ví dụ như là bạn đang muốn chia sẻ về một cái cách để trở thành chuyên gia marketing chẳng hạn, bạn lựa chọn một cái dạng tiêu đề để viết, đó là dạng hé lộ bí mật đi, thì bạn cái tiêu đề bạn có thể viết là bật mí bí mật 5 bước trở thành chuyên gia marketing dễ dàng. Ok, sau khi bạn có một tiêu đề đấy rồi thì bạn lựa chọn tiếp cái tiêu đề phát hiện, cái dạng tiêu đề phát hiện, bạn viết tiếp là phát hiện mới cái phương pháp để trở thành chuyên gia marketing chỉ trong 5 bước. Bạn lại lựa chọn tiếp dạng tiêu đề hướng dẫn cách làm thế nào để trở thành chuyên gia marketing chỉ trong vòng 3 tháng. Bạn lại lựa chọn tiếp cái dạng tiêu đề câu hỏi là liệu có thể trở thành chuyên gia marketing chỉ trong vòng 5 tháng hay không. Bạn lại lựa chọn tiếp một cái dạng tiêu đề nữa là dạng tiêu đề cảnh báo,
thì là cảnh báo, nếu bạn không muốn trở thành chuyên gia marketing thì bạn đừng đọc bài viết này. Thì đó là cái cách mà thường thường mà tôi vẫn hay đi sáng tạo những cái tiêu đề của mình. Và chính vì cái cách này mà nó có thể giúp tôi không bao giờ bị bí trong việc viết tiêu đề. Và tiếp theo thì có một vài cái tip để các bạn có thể viết tiêu đề hiệu quả hơn. Đó là đầu tiên, thì đó là khi viết tiêu đề bạn hãy cụ thể, những con số phải rất là cụ thể. Ví dụ bạn muốn chia sẻ về những cái lý do mà bạn nên học cái khóa học copywriting này, thì cái cách thông thường bạn sẽ biết là những cái lý do bạn nên học cái khóa học này. Nhưng mà nếu các bạn áp dụng cái ứng dụng cái tip cụ thể này vào, bạn sẽ viết như sau: 7 lý do mà bạn không thể bỏ qua cái lớp học kỹ năng copywriting này. Cái tip thứ hai đó là bạn hãy viết thật nhiều tiêu đề vào, sau đó bạn lựa chọn. Có nghĩa là để có thể sản xuất ra được một cái tiêu đề hiệu quả ấy, thì bắt buộc bạn phải viết rất là nhiều tiêu đề bằng cái cách sáng tạo vừa rồi tôi cung cấp. Và bạn sẽ lựa chọn ra cho mình được một cái tiêu đề mà bạn cho là nó sẽ có thể khiến khách hàng không thể cưỡng nổi nhất. Ok, thì đấy là những cái tip mà tôi chia sẻ với bạn để bạn viết tiêu đề hiệu quả hơn. Thì tóm gọn lại trong cả cái phần viết tiêu đề này thì đầu tiên là bạn đã hiểu được bản chất của việc viết tiêu đề là hứa hẹn lợi ích. Tiếp theo là bạn đã biết được 11 cái cách, 11 cái loại, 11 cái dạng tiêu đề mà khiến cho khách hàng không thể cưỡng nổi. Và đến cuối cùng bạn cũng đã nắm vững được cho mình cái cách để có thể sáng tạo tiêu đề bất tận mà không cần dùng đến công thức. Và đương nhiên rồi, bạn cũng đã biết được cái nguyên tắc để viết tiêu đề, đó là phải có keyword, phải có killing words. Và tôi cũng đã cung cấp cho bạn những cái tip để bạn có thể viết tiêu đề hiệu quả hơn rồi, đúng không ạ? Và tôi hy vọng là bạn có thể nắm được những cái kiến thức tôi chia sẻ để viết ra được những cái tiêu đề mà mang đến cho những cái bài viết của bạn hàng ngàn lượt share và hàng triệu lượt tương tác chẳng hạn.